Rồi, hello các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục test cái cây gậy chống rung DJI Osmo Mobile 6. Và bây giờ mình đang quay bằng cái app DJI Mimo và sử dụng cái tính năng là tracking theo khuôn mặt. Mình sẽ đi bộ cái này trước và đến lát nữa mình sẽ thử là quay bằng cái ứng dụng mặc định của cái iPhone để xem cái nào nó chống rung tốt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái app DJI Mimo và mình cũng chạy thử một đoạn coi xem là nó chống rung như thế nào bạn nha. Mệt quá các bạn ơi. Thì mình thấy là cái app mặc định của iPhone á, nó chống rung ngon hơn là cái app của DJI Mimo. Bởi vì khi mà mình dùng cái app của DJI Mimo á, mình chạy thì mình thấy là cái hình nó rung rung và nhảy nhảy. Thì có thể là khi mà mình coi ở trên cái màn hình điện thoại á, nó nhỏ hay không chính xác có lắm. Thì các bạn xem cái video á, các bạn thấy cái nào mà nó mượt thì các bạn để lại cái bình luận phía dưới nhé. Rồi, hello các bạn nha. Bây giờ là mình đang chuyển qua cái app mặc định của cái iPhone. Đó, các bạn xem là cái nào nó chống rung tốt ha. Thì mặc định là trên iPhone là nó đã có chống rung rồi, cho nên mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn là quay bằng cái app của DJI. Thì khi mà mình quay như thế này, mình nhìn vào bên trong cái camera mình thấy nó êm hơn. Còn lúc nãy mình quay bằng cái app của DJI, mình thấy nó tưng tưng. Mình nghĩ chắc là DJI nó sẽ không chống rung ngon bằng cái app mặc định trên iPhone đâu. Mình sẽ test chạy thử một đoạn coi để xem cái độ chống rung cái app mặc định của iPhone nó chống rung ngon hơn hay là cái app của DJI Mimo cái nào nó ngon hơn các bạn nha. Rồi, chạy một đoạn nha. Thực sự thì qua hai bài test thì mình thấy là cái app của DJI Mimo chống rung nó có vẻ là không ngon bằng cái app mặc định của iPhone các bạn nha. Bởi vì khi mà chúng ta di chuyển ấy, thì cái app của DJI nó có cái tình trạng là nó nhảy và nó không giữ được thăng bằng. Còn đối với cái app mặc định của iPhone ấy, do iPhone là nó mặc định đã chống rung tốt rồi, cho nên khi các bạn kết hợp với gimbal ấy, thì nó tuyệt vời hơn nữa. Cho nên theo mình nghĩ là khi mà các bạn quay với những cái điện thoại mà nó có tính năng chống rung rồi á, các bạn nên sử dụng cái app mặc định của cái điện thoại thì chúng ta quay chất lượng nó sẽ tốt hơn là sử dụng cái app của DJI Mimo các bạn nha. Được cái là cái DJI Mimo á, là các bạn có thể sử dụng được những cái tính năng quay kiểu này quay kiểu kia mà bên hãng DJI người ta cung cấp cho chúng ta. Rồi, thì mình sẽ quay thêm một vài shot nữa cho các bạn xem nha.